Nhằm chia sẻ yêu thương chung tay cùng huyện nhà đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngày 24 tháng 10, nhóm Facebook Hội đồng Hương Thanh Chương đã phối hợp với nhà hàng Huy Long nấu hơn 80 suất cơm cho các khu cách ly tại ba xã Thanh Khai, Thanh Lương và Thanh Dương. Các suất cơm được chính những thành viên trong nhóm và nhân viên nhà hàng tự tay mua và chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ sáng sớm, các thành viên đã chia nhau mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình, hăng hái để đảm bảo tiến độ, kịp thời chuyển đến tay người đang cách ly những hộp cơm vào đúng bữa. Đến thời điểm này, nhóm thiện nguyện đã tổ chức được 5 đợt nấu cơm cho các khu cách ly và chốt kiểm dịch tại 14 xã trên địa bàn huyện, với trên 320 suất cơm. Ban quản trị nhóm cho biết, thời gian tới nhóm sẽ tiếp tục tổ chức nấu cơm cho các khu cách ly, chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện để có kinh phí nấu cơm hỗ trợ người trong khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Nhóm đã kêu gọi vận động các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay để tạo thêm nguồn lực, từng bước cải thiện bữa ăn cho công dân trong khu cách ly. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa hành động đẹp, làm ấm lòng người trong những ngày khó khăn chống dịch, góp phần cùng huyện nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.